Sự tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh đã tạo ra sức ép rất lớn đến cơ sở hạ tầng đô thị nói chung và hạ tầng giao thông vận tải đô thị nói riêng. Cảnh quan, môi trường, đời sống dân cư cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái. Vấn đề quy hoạch xây dựng đô thị trở nên cấp thiết. Trước thực trạng đó, nhiều thành phố đã sử dụng giải pháp thông minh đèn năng lượng mặt trời bởi nhiều lợi ích tối ưu như giảm chi phí, không cần nguồn điện, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Với những nghiên cứu chi tiết và kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel đem đến giải pháp đèn năng lượng mặt trời Viettel Construction ưu điểm vượt trội so với đèn cao áp truyền thống như ngưỡng sáng, thông số kỹ thuật và đảm bảo chất lượng. Đèn năng lượng mặt trời Viettel Construction được tích hợp đèn LED có tuổi thọ từ 50.000 tới 70.000 giờ, tùy model, có thể chiếu sáng liên tục từ 16 tới 40 giờ. Ống kính quét góc rộng lên đến 120 độ. Tập trung mật độ sáng vào các thời điểm quan trọng, tuổi thọ đèn từ 5 tới 7 năm, có thể thay thế linh phụ kiện. Đèn năng lượng mặt trời hoạt động được nhờ chuyển hóa quang năng thành điện năng bằng tấm pin năng lượng mặt trời. Sau đó bộ điện năng sẽ nạp vào pin. Quá trình này sẽ mất từ 6 tới 8 giờ. Sau khi nạp đầy, đèn sẽ phát sáng liên tục trong 14 tới 50 giờ, kể cả trong những ngày mưa, mây mù. Tuổi thọ của tấm pin lên đến 25 năm. Pin năng lượng mặt trời được sản xuất theo tiêu chuẩn LiPo4, không chứa bất kỳ kim loại nặng nào, do đó không gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Sử dụng đèn năng lượng mặt trời giúp tối ưu chi phí cố định hàng tháng. Hãy thử làm một phép so sánh đèn năng lượng mặt trời 100W và đèn thường 100W. Với chi phí sử dụng điện 3 năm, mỗi ngày 12 giờ, đèn năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm 1,2 kW nhân 360 ngày nhân 3 năm nhân 2.400 đồng sẽ cho ra giá trị tiết kiệm là 3.110.000 đồng, giúp giảm thiểu 1,18 tấn CO2 sản sinh ra. Đèn năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả kinh tế và tiết kiệm hơn do không cần sử dụng vật tư phụ gồm dây điện, trạm biến áp, các linh phụ kiện khác, nên so với các loại đèn thông thường, việc lắp đặt, sử dụng, di chuyển và bảo trì rất dễ dàng. Đèn năng lượng mặt trời dễ dàng lắp đặt kể cả ở vị trí không kéo được nguồn điện. Đèn năng lượng mặt trời giúp giảm khí thải do sử dụng nguồn năng lượng sạch. Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel giới thiệu giải pháp IoT thông minh. Với giải pháp này, các đèn năng lượng mặt trời có thể kết nối với nhau thông qua hệ thống IoT kết nối không dây. Từ đó, tất cả các đèn LED có thể liên kết với nhau. Do vậy, có thể điều hành hệ thống đèn năng lượng mặt trời tập trung bằng máy tính hoặc điện thoại tại phòng điều hành riêng. Từ đó có thể dễ dàng phát hiện và xử lý các sự cố, duy trì và đảm bảo ánh sáng cho thành phố. Viettel Construction tiên phong trong công cuộc kiến tạo số để cuộc sống ngày càng thông minh, tiện nghi và hiện đại hơn.